chú anh chị đã quay lại kênh vlog của Linh. Linh cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong những ngày qua đã luôn luôn ủng hộ kênh Linh. Linh chúc tất cả cô chú anh chị ngày mới học tập làm việc thật là vui vẻ nha. Thì hôm nay em Linh vẫn tiếp tục chia sẻ về công việc lặn biển. Thì từ cảng La Di chạy điểm lặn thì 10 hải lý. Nước ở đây thì cũng 12, 13 sải tây của Linh. Đó, thì hôm nay thì không có mặt trời, tiếp tục là không có mặt trời luôn cô chú vậy à. Hai bữa rồi, sáng ngày là mưa gió không à. Rồi phi anh em cũng chịu đựng hứng ba cây mưa lúc khoảng 4:30 á. Đó bây giờ thì sáng ngày thì rất là âm u luôn, rất là nhiều mây luôn này. Đó trên đó đang mưa đen đen á cô chú anh chị. Giờ anh em cũng đang sửa soạn đây phòng bà này. Đó anh em đang sửa soạn chuẩn bị lặn. Thì hôm nay tới cái điểm đây thì 10 hải lý đây thì lặn sò chai cô chú anh chị à. Sò chai còn gọi là sò chuối á. Đây cháu Nhí, em Vẫn. Bữa nay có em Trung mới xuống luôn. Bên kia em Quậy. Rồi Linh mời tất cả cô chú anh chị theo chân Linh cũng như anh em để tiếp tục lặn biển nha. Hy vọng lát nữa mặt trời lên để cho Linh quay lại những công việc bắt hải sản, bắt sò chai hàng ngày cho cô chú anh chị xem. Giờ em Linh mới nhảy xuống luôn, nước rất là trong luôn cô chú anh chị. Nhưng không có mặt trời thì không biết ở phía dưới có được sáng không nha. Linh ra ký hiệu đó là bị nghẹt tay, Linh đã xì tay rồi. Bây giờ xuống thêm thôi. Mỗi lần tay nó nặng thì Linh sẽ đè vô cái gương như thế này và xì ra là ok. Thì độ nước sâu 12-13 xã Tây thì Linh xuống xì tay sẽ 3 lần nha. Ok, mời tất cả cô chú anh chị theo chân Linh thôi. Đây, sò chai thì có chỗ nằm rất là nhiều luôn. Điểm này thì chủ yếu bắt sò chai, còn gặp những mặt hàng hải sản đắt giá cũng bắt luôn cô chú anh chị. Sò chai khá là nhiều luôn, Linh móc mà không kịp tay luôn đó. Đây, chỗ này Linh bắt được 5 con. Linh phát hiện có một con mực nang mini này, để Linh chỉ cho cô chú anh chị xem. Đó, được rồi. Wow, con này thì con đực nha, nó dằn dằn này. Con này khoảng được 2-3 lạng thôi. Tiếp tục là sò chai. Chỗ này Linh móc được 4 con nữa nè. Sò chai khá là to luôn. Đó, bên đây nữa. Lúc này thì Linh gặp em Vẫn. Đó, em Vẫn đang say mê bắt sò chai đó cô chú anh chị. Em Vẫn cũng mới nhảy xuống lặn với Linh luôn. Đây, ok em Vẫn. Bắt tay một cái coi nè. Đó, em Vẫn bắt tay vui vẻ. Rồi anh em Linh tiếp tục chạy đi bắt hải sản tiếp thôi. Bên này sò chai cũng khá nhiều. Đó chỗ này được 3 con. Tiếp tục là sò chai. Sò chai mà nếu nằm lộn đầu thì mình sẽ lấy cái móc mình đẩy tới phía trước lại nha. Còn con nào nó nằm cái miệng nó nằm đằng trước thì mình móc về sau như vậy. Đó, rất là đơn giản luôn. Anh em mà mới tập lặn thì nếu mà có xem được video này thì nhớ nhìn và học hỏi những kinh nghiệm của anh em. Lúc này thì em Linh gặp anh Du. Anh Du Yani là móc đã bị gãy. Anh Du móc sò chai mà gãy móc luôn đó cô chú chị. Giờ Linh nhìn cái vật hậu anh Du thì không có móc nên Linh còn một cái móc 2 viên nữa nè. Linh đi lúc nào cũng mang 2 móc hết á, một móc 1 và một móc 2.
giờ Linh giao cho anh vu một cái móc hai đó, anh vu móc sò này, chứ sò đây mà lấy tay là lát nữa lên sẽ bị nhức tay đó cô chú anh chị, nó sẽ bị tật răng nha. Sò là rất là nhiều luôn, anh em chỉ lấy sức mà nhổ thôi, tại con sò chai này nó có những cái dễ nó rất là sâu, nên mình giật nghe một cái cắt thì nó sẽ bứt cái sợi dâu nó, còn giật mà không bứt thì nó sẽ lên một chùm dễ, thì mình sẽ dứt cái số dễ đó ra, chứ mà để thì thương lái máu sò sẽ trừ ký đi rất là nhiều. Wow, bên đây được một con sò ngọt này. Hồi nãy giờ thì Linh móc sò chai nhiều, chỉ có con sò ngọt đầu tiên thôi. Bên đây cũng sò chai nữa nè, đa số là sò chai rất là nhiều luôn. Lặn con sò chai này thì anh em dùng sức rất là nhiều nha cô chú anh chị, quan trọng là cái tay là mạnh với lại một cái khéo léo kinh nghiệm để móc con sò chai nó không bị bởi và móc nó nhanh nữa. Đây bên này ba con đó, giờ Linh lấy đã đầy giọt rồi, bây giờ giờ sò thôi. Mỗi lần giờ sò thì Linh sẽ chụp cái sợi dòi dây lặn này và măng dời, thì trên ghi anh em sẽ hiểu ý kéo về đó. Giờ Linh đã về dây tim rồi, cột hai vật sò luôn nè. Có một anh Du, anh Du đang về sò lên Linh đó. Tiếp tục là bắt sò chai nữa nha. Điểm sò chai này thì trên ghi cháu lính sẽ không bỏ dù mà neo cố định một chỗ luôn, nên anh em chủ yếu là bắt sò chai cho mau đầy vợt thôi. Đây một con sò chai đây khá to này. Wow, một con nữa. Linh thấy con bạch tuộc nó nằm trong cái con sò mica đây, nó đã ngậm lại nè. Đó, Linh đập ra thì nó chui ra. Wow, con mực đây cũng khá to nha. Điểm này thì bạch tuộc cũng ít lắm, thỉnh thoảng bắt một con thôi, mà bạch tuộc rất là to. Đây Linh đang thấy một con cá đuối dơi này. Wow, đây rồi, qua rồi, nó chạy rồi. Wow, quá tiếc luôn đó, nó sắp chết rồi cô chú anh chị. Linh đâm ngay việc luôn, con này nếu nó chạy được thì nó cũng chết thôi, vì đâm ngang cái mũ ác nó mà cái đầu nó rất là cứng luôn. Trời, quá tiếc luôn. Đây con mực đang mini nhỏ nữa nè. Trời, tiếc con cá đuối dơi quá cô chú anh chị à. Con đó khoảng 6-7 kg đó, quá tiếc luôn, do Linh đâm ý y quá, tưởng đâm ngay huyệt nó chết rồi chứ, rốt cuộc nó dùng một phát nó gỡ cây chỉ lên nó chạy luôn, quá tiếc luôn. Bây giờ Linh cũng tiếp tục quay sò này, do sò chai rất là nhiều luôn nên em Linh quay tóm tắt cho nó bớt thời gian nha, chứ quay mà bắt thí sò chai không thì cũng sợ cô chú anh chị cũng thấy nó không hấp dẫn lắm. Đó, giờ tóm cái vật sò vào thì giật dây tim để cho cháu lính cảo lên này. Nó có Linh về sò và có bên kia là anh Nhí. Anh Nhí cũng về sò lại Linh luôn này. Đó, anh Nhí với chuột đó. Rồi, anh em tiếp tục ra bắt hải sản nữa thôi. Đây, một con sò mica. Con này thì anh em chạy qua đạp lên nó nổi lên mặt đất luôn. Wow, có một con sò ngọt nữa. Wow, quá đã. Sò ngọt vàng. Đây một con bạch tuộc nữa này. Đó, tiếp tục này, chỗ đây có mấy cái vỏ sò mica thì Linh thấy một con bạch tuộc nằm trong vỏ sò mica này. Wow, nó thấy Linh nó chui xuống đất à. Mày chạy lâu bởi. Đây rồi. Wow, xin nữa nó chạy rồi.
Thôi tạm tắt video để bỏ vào quạt chứ để nó chạy uổng. Một tay cầm bắt nó. Đây bên đây sò chai cũng nhiều lắm. Đây đây, Linh thấy một con mực nang rất là to luôn này. Wow, đây rồi. Wow, con này khá to luôn. Con này khủng luôn cô chú anh chị. Wow, quá đã. Wow, con này có 2 kg. Để Linh cầm cho chắc chắn và Linh sẽ giúp chỉ ra và quay cho cô chú anh chị xem cho rõ hơn nha. Wow, đây này. Quá đã luôn. Quá tuyệt vời. Wow. Tiếp tục là một con sò mai sọc. Wow, con sò mai sọc đây thì có nhiều con sò huyết nhỏ nè. Linh lấy móc vuốt mấy con sò huyết nhỏ để cho nó lớn rồi bắt nha. Bên đây cũng có một con sò mai tiếp nè. Đây sò mai sọc khá là to luôn. Một con sò mica nữa. Nha, đây một con sò mica tiếp nè. Wow, một con mực nang mini. Con này thì hơi nhỏ, Linh sẽ không bắt nha. Đó, cô chú anh chị nhìn nó nằm không? Hình như nó đang ngủ hay sao á. Nó nhỏ quá, Linh sẽ không bắt nó. Wow, nó thức dậy rồi, nó chạy rồi. Bên đây có 2 con sò trai. Anh em đã bỏ vào quật và bị vớt xuống. Nó nằm trên mặt đất luôn. Rất là to nha. Tiếp tục sò mica nè. Đó có một con sò huyết nhỏ, Linh sẽ gỡ ra bỏ để cho nó lớn rồi bắt. Bên đây một con ốc dâu. Đó, ốc dâu đây thì nó đang ăn một con ngao sọc gì đó. Bên này sò chai cũng khá nhiều nè. Đó, 2 con rồi. Con thứ 3 nè. Wow, khá là to. Đây cái quật sò của Linh thì cũng đã đầy rồi. Giờ tiếp tục măng dòi dây lặn về sò tiếp thôi. Đó, Linh đã tới dây tim và tóm quật sò vào. Tiếp tục lấy quật không ra. Tiếp tục đi bắt sò chai tiếp nha. Giờ lấy quật ra thì Linh sẽ giật dây tim cho cháu lính cảo lên. Nhưng mà trên đó hình như là anh em đã dời sò cũng khá nhiều, nên cháu lính cũng không có thời gian mà cảo cái dây tim lên. Nên Linh tóm thêm một mối dây nữa, rồi Linh chạy đi để khi nào cháu lính rảnh thì cháu lính sẽ cảo dời sò lên thôi. Đây, một con sò mica tiếp nè. Chỗ này có một con sò ngọt, wow, quá đã luôn. Bên đây có con sò mica nữa nè. Sò mica nó nằm cái mánh tự tựa như cái mánh sò ngọt đó cô chú anh chị. Đây, wow, quá đã luôn, quá tuyệt vời. Linh phát hiện có một cái dòi của con tu hào nè. Ở Linh gọi là sò lỏ. Đây, để Linh sẽ moi xuống bắt nó nha. Nó nằm cũng rất là sâu luôn. Nó nằm khoảng 2 gang tay của Linh á. Nằm rất là sâu nha. Có con thì nằm hơn nó, nằm khoảng nửa cánh tay. Phải moi sâu xuống mới bắt nó được. Đây rồi cô chú anh chị. Wow, quá đã luôn. Quá tuyệt vời. Rất là to luôn nha cô chú anh chị. Rồi Linh bỏ vào quật thôi. Đây một con sò ngọt nữa. Wow, quá đã. Lặn sò chai mà có mặt hàng lớn thì Linh thấy hấp dẫn lắm. Một con sò mica với một con sò chai nữa nè. Tiếp tục con sò chai nữa. Đây chỗ này có một con sò mica, 2 con luôn. Tiếp một con sò chai nữa nè. Đây mica nữa. Chỗ này có sò mica nhiều nè của chú anh chị. Wow, một con sò ngọt nữa. Quá đã luôn. Sò ngọt nó nằm không có mánh luôn. Linh vào vô tình
móc được nó này, quá đã. Bên đây một con sò chai, nó sò chai khá nhiều luôn nha. Đây ba con luôn này. Giờ thì cái vượt sò của Linh đã đầy rồi, bây giờ mang dây tim về dây đá để tóm giật vào rồi lấy giật không ra để tiếp tục bắt hải sản thôi nha. Đó Linh quay nhanh á, chứ một ngày anh em bắt phải 7-8 vượt sò như thế. Giờ Linh mang cái giò dây lặn về nè. Đó sò dây tim lúc nào cũng có hai cái vượt không, để anh em đầy vượt thì giờ tóm vào dây tim rồi lấy cái vượt không ra để bắt hải sản lại. Thì bên kia thì cũng có cháu nhí cũng đang về sò luôn. Đó cháu nhí cũng đang cột vượt sò vô đó của chú anh chị. Giờ cháu nhí đã thấy camera rồi. Ok cháu nhí bắt tay một cái rồi cậu cháu ta tiếp tục đi bắt hải sản thôi. Đây Linh phát hiện một cái mánh của con sò ngọt nữa nè. Sò ngọt còn gọi là sò dương nha cô chú anh chị. Đó một con sò ngọt nằm mánh dân cư. Wow quá đã luôn. Mỗi lần em bắt con sò ngọt là em cứ wow, vì nó quá hấp dẫn quá cô chú anh chị. Sò đắt tiền mà. Bên đây một con bạch tuộc nữa nè. Một con sò mica nữa. Giờ bỏ con bạch tuộc vào vật tay của Linh thôi. Đây vật tay còn gọi là vật hậu nha. Lúc này thì Linh về vật sò. Đây là vật sò thứ 7 của chú anh chị. Nên giờ anh em cũng bỏ dây tim không luôn. Hình như lên chạy hay sao của chú anh chị. Mà giờ này thì Linh cũng thấy còn sớm lắm. Thường là Linh lặn nhìn mặt trời, mặt trời mà ngã bóng qua thì trên 11 giờ, 12 giờ thì anh em mới đổ dầu chuối bỏ dây tim để anh em lên giảm áp luôn là khoảng 1 giờ kém thì mới chạy vào bờ nha. Nhưng hôm nay thì Linh thấy rất là sớm luôn. Giờ Linh mở nịch chì ra tóm vào dây tim để giảm áp từ lên thôi. Như thường lợi chà tay chà chân cho máu huyết đồ thông á cô chú anh chị. Đó cách tóm nịch chì cho dễ mở như là tóm kiểu đó. Lên anh em mở ra rất là nhanh. Chứ mà cột 2-3 gút vô thì gỡ nó rất là lâu, mất thời gian lắm. Thì lặn con sò chai này mà độ nước sâu 19-20 mét như thế này á, mà anh em cử động mà dùng cái tay giật á, cái lực giật nó dễ bung găng và dễ nhức tay lắm. Nhưng mà cực không đã thì anh em cũng phải lặn và bắt những con sò chai mà độ nước sâu như thế này thôi. Nên anh em phải kỹ khi mà lên để giảm áp cho kỹ nha. Chứ không có lơ là sẽ bị nhức tay nhức chân liền. Giờ em Linh lên cũng sắp tới ghe rồi. Đây nè, nhìn thấy bóng ghe luôn. Đó, một cái mơi ghe rất là to. Chào cái nhà các anh Du. Giờ này mấy giờ? Con hồ. Mấy giờ Linh? Giờ này 11:20 ghi khẩm hồ. Anh em lấy sò gớm quá. Đây đang của Linh mới lên luôn này. Đó, con này khoảng 2 kg ạ. Số mực của anh em bắt ai bắt con đây cũng bự nữa rồi. Bự vậy? Ồ, con này kiếm mấy nha. Wow. To không?
mới đâm à. Đẹp không? Được mà một số, còn một số anh em chưa lên. Bữa nay rất to luôn. Cháu Kina nữa đang kéo mấy anh em rồi. Để lên tới trước quay chú chị xem này. Đây, sò chay rất nhiều luôn. Đây em Trung lợi cháu lính đang mới cạo lên 4 giọt. Mặt trời là không có luôn. Đây, em Sô. Chào nhà các em Sô. Hello, chào các nhà lên. Đó, dính mực đen lên. Đây còn mực đây em Mỹ đâm này. Còn nữa, còn một con anh mất bắt nữa. Rất to luôn, con bự lắm. Đó, con đó khoảng 2 kg à, 2 kg nha. Wow. Quá đã. Đó, anh em bắt được một xô này. Mực tuột với mực đen, mà mực đen bự nhiều lắm. Đây nè. Đó, một con này. To luôn nha. Con này 2 kg, trên 2 kg à. Oh. Rất to. Đây chúng mực rồi. Đó bạch tuộc đó này. Đây tu hai. Được 3 con với 4 con cá ngựa. Đây vậy. Đây lên tới trước quay sò này. Đây từ chào nhà cái tư. Anh Tư mất lòng nên ngại ngại không có chào cô chú nữa. Đó anh em lên này. Đây em Mỹ. Đó Mỹ có hàng không? Đây sò ngọt đây. Đó sò ngọt bạch tuộc bạch nang. Thôi em muốn lên luôn này. Em vẫn lên ăn cơm mới nhảy lại. Đây cháu Nhí cũng đang lên này. Trời giờ có gì mũ không? Nhí ư? Bây giờ lên, bây giờ lên. Má cơm nhảy lại hả? Có cá ngựa hả? Được con à? À được con cá ngựa. À, cháu Nhí mới lên cơm nhảy lặn lại. Linh chưa có lên, Linh lặn 1 ca luôn. Từ 7 giờ tới 11 giờ. Giờ em Trung đang cảo sò lên. Để lát nước cảo lên hết rồi phân loại sò ra vào bao hết rồi Linh sẽ đếm lại được bao nhiêu bao và thành quả sò những mặt hàng lớn như sò ngọt. Rồi coi thử được bao nhiêu rồi Linh sẽ quay lại cho cô chú chị xem nha. Đó anh Bon, nhí chuột này. Em Mỹ, em Vấn, em Sô, em Quậy, cháu Nhí với lại em Trung, đội Linh được cũng 10 anh em. Lạnh quá cả nhà ơi, không có nắng lạnh quá. Đó 10 anh em lặn sau một ngày, lát nữa Linh sẽ tới quay lại thành quả bội thu sau một ngày cho cô chú anh chị xem nha. Anh Du nữa, có anh Du anh. Trời ơi, nó đi thiếp lại. Đây.
dậy luôn thì khoảng 12 giờ. Giờ anh em ăn cơm trưa luôn. Đây anh em mới nấu ra này. Rồi chua hải sản. Thì nói chung thì dắt nhiều bao Linh cũng chưa đếm luôn. Để vào bán một số sò chai với sò Mika đây. Rồi bên đây gọi nhâm mũ này, hai xô sò mai với hai phần xô sò ngọt ốc. Để vào bán tổng lại hết luôn, bồn mực với sò chai, sò Mika và ốc sò ngọt, sò mai sọc với các ngựa tu hài, để xem tổng lại một ngày được bao nhiêu tiền nha. Coi thử tổng lại được bao nhiêu tiền rồi Linh sẽ để trên cái sổ, cái sổ ghi sổ Linh sẽ để trên màn hình cho cô chú anh chị xem luôn, coi thử bội thu được bao nhiêu triệu nha. Chắc độ khoảng nhiêu đây cũng khoảng mười mấy triệu, vài chục triệu luôn á cô chú anh chị. Rồi video tới đây thì Linh cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem hết video. Linh cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã luôn luôn ủng hộ kênh Linh. Linh mong cô chú anh chị yêu thương Linh, cho Linh một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ cho Linh. Linh tiếp tục giao video hấp dẫn hơn và quay nhiều video nữa nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ thì Linh tạm ngưng video tại đây luôn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video mới nhất. Rồi bye bye tất cả cô chú anh chị.